Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ tiếp tục chịu tác động của rìa phía Tây Nam khối không khí lạnh suy yếu. Vì thế, toàn vùng phổ biến không mưa, đêm và sáng sớm trời mát mẻ. Sang ngày mai, miền Bắc sẽ duy trì mây nhiều trong buổi sáng, nhưng trời vẫn có nắng sớm và nhiệt độ tăng lên nhanh. Dự báo mức nhiệt cao nhất trưa chiều mai ở Bắc Bộ sẽ dao động trong khoảng từ 29 cho đến 31 độ. Nhưng đáng lưu ý là thời điểm này, độ ẩm trong không khí giảm thấp xuống ngưỡng là 52-64%, có nơi xuống dưới 50% nên vẫn có cảm giác khô hanh. Ở miền Trung, sau nhiều ngày liên tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, thì từ hôm nay nhiều nơi trên khu vực mưa đã bắt đầu giảm. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, cả hai hình thế gây mưa là không khí lạnh và nhiễu động gió đông đều yếu đi, nên mưa tiếp tục giảm cả về diện và lượng. Mưa rào rải rác chỉ còn xuất hiện ở khu vực từ Quảng Trị trở vào cho đến Quảng Ngãi. Nhiệt độ ở khu vực miền Trung đều có xu hướng tăng dần trở lại, cao nhất trong ngày sẽ phổ biến từ 28 cho đến 31 độ. Nhiễu động gió đông suy yếu nhưng trong đêm nay và ngày mai, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lại chịu tác động của rãnh áp thấp ở phía Nam, nên ở đây vẫn có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Mưa tập trung nhiều hơn ở các tỉnh ven biển của khu vực miền Tây Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở Tây Nguyên cũng sẽ nhích nhẹ lên ngưỡng là 28 đến 31 độ và Nam Bộ duy trì mức nhiệt là 31 cho đến 34 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, khu vực huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.